Xin chào, hiện tại thì rất nhiều anh chị em nhà đầu tư đang đặt câu hỏi và quan tâm cho Hồng Lê với góc độ chỉ số VN Index của chúng ta mất vùng 1.230 điểm thì sẽ đi về đâu. Thì ngày hôm nay Hồng sẽ chia sẻ với anh chị một góc nhìn về cái cách tạo lập của thị trường trong nhịp sóng ở năm 2020 và năm 2021. Khi đó thì chỉ số VN Index của chúng ta có một cái chân sóng ở vùng 780 điểm và đạt đỉnh ở vùng 1.530 điểm. Thì trên cái hành trình mà chỉ số VN Index đi con sóng đó thì nó có hai nhịp rũ, đây là nhịp thứ nhất và đây là nhịp thứ hai. Thì hai cái nhịp rũ này thì Hùng Lê cũng đã có phân tích tổng hợp lại như sau. Cái thứ nhất đó là nhịp rũ của ngày 22 tháng 1 năm 2021 thì index của chúng ta đã giảm từ vùng 1.200 điểm đến vùng 998 điểm, rút chân lên. Và cái nhịp giảm này thì index của chúng ta giảm trong 2 tuần và điểm số của chỉ số VN Index của chúng ta mất 202 điểm. Và nhịp thứ hai là nhịp mùng 9 tháng 7 năm 2021. Đây chính là nhịp này các anh chị. Đây chính là nhịp này. Nhịp này thì chỉ số VN Index của chúng ta cũng đã rơi từ vùng 1.420 điểm về vùng 1.225 điểm. Sau đó rút chân lên và cái nhịp giảm này thì chỉ số VN Index của chúng ta giảm trong vòng 3 tuần và điểm số của chỉ số VN Index của chúng ta là mất âm 195 điểm các anh chị. Như vậy thì nếu như chúng ta xét ở trong quá khứ, trong hai nhịp rũ trước khi mà chỉ số VN Index đạt đỉnh ở vùng 1.530 điểm thì nó đã có hai nhịp rũ và mỗi nhịp rũ này thì tương đương với khoảng gần 200 điểm các anh chị. Nhịp thứ nhất là âm 202 điểm và nhịp thứ hai là âm 195 điểm. Như vậy thì cái nhịp giảm này thì chúng ta sẽ đánh giá ở trên hai góc độ. Chỉ số VN Index của chúng ta đã đạt đỉnh ở vùng 1.246 điểm. Vậy thì nó sẽ giảm về đâu? Thì nó phải đạt được hai yếu tố. Thứ nhất là thời gian. Thì trong quá khứ chỉ số VN Index trong nhịp rũ nó giảm từ 2 đến 3 tuần thì chúng ta đã có một tuần giảm điểm đầu tiên. Như vậy trước mắt chúng ta sẽ có 1 đến 2 tuần nữa giảm điểm, tức là tuần này và tuần sau nếu có, hoặc là chỉ có tuần này thôi. Đó, thì sẽ có 1 đến 2 tuần giảm điểm, tức là khoảng thời gian. Điều này có nghĩa là gì? Chúng ta phải chờ thời gian là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai nữa là target trong một nhịp giảm thì chúng ta sẽ lấy cái thước đo của hai cái nhịp giảm trong năm 2020 và năm 2021 thì nó giảm từ khoảng tầm sấp xỉ 200 điểm. Như vậy nếu như chúng ta lấy ở cột mốc này, đúng không ạ? Chúng ta lấy ở cột mốc này, index của chúng ta ở đạt đỉnh ở vùng 1.246 điểm thì với một cái target giảm điểm trong quá khứ thì index của chúng ta khả năng phải rơi về vùng 1.050 điểm thì mới bằng được cái target cũ. Đó. Vậy thì cái góc độ nhà đầu tư ở trong thời điểm hiện tại thì Hùng đã có phân tích ở đây. Đây các anh chị này, chúng ta nhìn lại nhé. Đó, đây là cái nhịp 22 tháng 1 năm 2021. Thì sau một, đây Hùng zoom to cái ảnh này ra. Zoom khung hình không nhìn thấy. Thì các anh chị nhìn thấy này, sau một cây nến giảm điểm mạnh thì cây nến liền sau đó, đây, nó rút chân lên. Vòng có thể, thôi không bật ở bên trạc bên kia nữa, nó sẽ rất là khó. Đó, đây, kéo ra một tí. Tại khung hình của bên TikTok nó hơi khó một tí các anh chị nhé. Không được. Sau một phiên giảm mạnh thì chỉ số VN Index của chúng ta có một cây đinh 3 đây rút chân lên và nó chỉ hồi được T3 và sau đó nó tiếp tục sập. Đó, đó là hình ảnh của năm 2021 và đến nhịp mùng 9 tháng 7 đấy là hình ảnh của năm 2020 và đến nhịp mùng 9 tháng 7 năm 2021 đây các anh chị. Chúng ta nhìn thấy một cây nến giảm mạnh, cây nến liền sau đó nó có nhịp hồi nhưng nó chỉ hồi ở trong T0 thôi và đến ngày T1 nó bắt đầu giảm, T2 nó tiếp tục giảm và đến ngày T3 thì nó tiếp tục gì ạ? Nó tiếp tục suy yếu. Như vậy thì ở trong giai đoạn hiện tại thì Hùng đã nói với các anh chị đây. Đấy, thứ nhất là sau khi mà chúng ta quan sát ở hai cái nhịp chỉnh ở trong quá khứ thì chúng ta sẽ có cái ý như sau. Cái thứ nhất là Hùng có nói đây này. Anh em nhìn lại này, trong lịch sử tạo lập hai nhịp giảm mạnh cũng đã phân tích tối qua, sau đó hồi tê mắc là quang tẻ tiếp, do đó ở thời điểm hiện tại không ai có thể thánh sống để mà phân tích được cái xu hướng của chỉ số VN Index ở trong thời điểm hiện tại. Và chính vì vậy nên là chúng ta cần phải đưa ra phương án phòng tránh. Vậy thì phương án phòng tránh là gì? Thứ nhất, một, nếu chúng ta bắt đáy thì bắt T0 và T+ hồi ra là chúng ta phải bán hết cái lượng mà chúng ta bắt, đúng không ạ? Chứ chúng ta không được để đến T3, T2.5 là Hùng nghi khả năng là đến cái đoạn đó thì thị trường nó sẽ tiếp tục nó sập tiếp. Cái ý thứ hai, nếu như chúng ta không bắt thêm cổ phiếu
thì trong phiên ngày hôm nay và kiện phiên ngày mai và thậm chí là 1-2 phiên tới, nếu thị trường có sự phục hồi thì tốt nhất là những cái vị thế cổ phiếu chúng ta đang có lãi khoảng tầm 5, có lãi thì chúng ta chốt đi khoảng 50% cái tỷ trọng danh mục để chúng ta thu lãi. Thậm chí nếu mà an toàn, đúng không? Nếu mà an toàn thì chúng ta nên đá đi khoảng 70% vị thế cho nó nhẹ đầu các anh chị. Và theo quan điểm của cá nhân Hùng Lê, cái nhịp chỉnh này của chỉ số VN Index khả năng nó sẽ đi từ 1 đến 3 tuần. Từ 1 đến 3 tuần các anh chị nhá. Nên là chúng ta lưu ý để chúng ta tránh cái câu chuyện là chúng ta cứ bắt đáy lan man và càng bắt càng thủng, có những cái trường hợp như vậy. Và đến khi mà thị trường của chúng ta về đến cái vùng hỗ trợ thì chúng ta hết tiền, bởi vì chúng ta bắt đáy hết ở những cái vùng ở trên cao rồi. Đó. Thế còn nếu như chúng ta xét cái nhịp sóng này, sẽ zoom lại về đây, nhịp sóng này. Ok. Đó, thì chúng ta xét ở nhịp sóng này bằng bật cái chart kỹ thuật của chỉ số VN Index ở trên chart chart ngày thì các anh chị nắm được nhá. Thì cơ bản là như thế này. Đây, Hùng sẽ đang view ra đây này. Nếu mà đẹp thì như thế này. Tức là ở đây chúng ta có một cái vùng đỉnh của chỉ số VN Index ở vùng ở đây, đó là vùng 1110 điểm đến vùng 1120 điểm. Đấy, đỉnh thứ nhất ở đây, đỉnh thứ hai ở đây. Và cái đoạn này thì Hùng đánh dấu vào đây. Cái đoạn này nó lùm xùm một tí ở cái vùng đây. Đấy các anh chị, đây. Tức là nó trước khi mà nó hình thành một cái chân sóng tăng đó, từ vùng 1100 điểm đến vùng 1120 điểm lên vùng 1244645 ở đây, thì chỉ số này có lình xình ở đây. Như vậy trên góc độ kỹ thuật, thì cái điểm lình xình này á, thì nó sẽ có, nếu đẹp thì chỉ số VN Index sẽ quay về vùng 1110 đến vùng 1120. Đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo. Tất nhiên ở trên cái vùng hỗ trợ, trước khi mà về cái vùng hỗ trợ này thì chỉ số VN Index của chúng ta sẽ đi về ở khoảng quanh vùng 1150. Đó, và cái kịch bản mình đã có phân tích cho các anh chị ở trong các cái clip tiếp trước đây. Đó, thì chúng ta sẽ dự phóng là có thể khả năng chỉ số VN Index sẽ nhúi về quanh tích lũy ở vùng 1160, nhưng trong phiên nó sẽ nhúi về một vùng 1150 và cái điểm sâu có thể về ở vùng 1135 đến 1140, sau đó nó rút chân lên. Vậy thì cái kịch bản này có xảy ra hay không thì chúng ta sẽ tiếp tục phải quan sát cái xu hướng vận động của dòng tiền ở trong các phiên giao dịch tiếp theo. Ok. Và hiện tại thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay, chúng ta cùng quan sát thêm cái cơ sở để mà chúng ta xác định sóng ở thời điểm hiện tại, thì chúng thấy rằng là cái dòng tiền chờ mua đã tăng đột biến ở trong phiên ngày hôm nay. Tuy nhiên dòng tiền chờ mua là dòng tiền thể hiện rằng là tất cả các cái mã cổ phiếu nó đã về được đến cái vùng hỗ trợ khá là thấp. Tuy nhiên từ dòng tiền chờ mua nó phải chuyển sang dòng tiền mua, tức là từ dòng tiền chờ mua chủ động nó phải chuyển sang dòng tiền mua chủ động. Và khi cái dòng tiền mua chủ động này nó đạt được khoảng tầm trên khoảng 30 điểm đến 40 điểm, thậm chí là càng cao thì càng tốt, thì khi đó sẽ là cái thời điểm mà chỉ số VN Index quay trở về phục hồi. Thì chia sẻ với các anh chị như vậy thôi để chúng ta nắm được cái xu hướng. Và hiện tại đây các anh chị, chúng ta tiếp tục nhìn thấy là chỉ số VN Index của chúng ta tiếp tục rơi mạnh. Đó, thì quan điểm của Hùng Lê là gì? Nó hồi lên để nó rơi tiếp. Và các anh chị lưu ý ở vùng 1135 đến 1140, khả năng đấy sẽ là cái nhịp thứ nhất. Và cái nhịp thứ hai, nếu như đẹp và thành công mà chỉ số VN Index của chúng ta test tích lũy được thành công, thì nó sẽ phải nằm ở khoảng quanh vùng 1100 đến khoảng vùng 1120. Thì đấy là chúng ta đang dự phóng thôi. Và ở giai đoạn hiện tại, như mà nói, không có thánh nào có thể phân tích được chỉ số VN Index về đến đâu sẽ dừng, các anh chị nhá. Không có thánh nào phân tích được hết, và chỉ có chúng ta theo dõi tín hiệu ở trong phiên để từ đó chúng ta có thêm những cái xu hướng nhận diện tín hiệu kỹ thuật của toàn thị trường, của cổ phiếu và của các cái nhóm ngành. Bản cập nhật đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu như các anh chị cảm thấy những cái giá trị phân tích của cá nhân Hùng Lê là hữu ích thì các anh chị có thể chia sẻ thêm đến với cộng đồng nhà đầu tư, bấm like chia sẻ giúp Hùng Lê để cho nhiều anh chị em cộng đồng nhà đầu tư tiếp cận được những cái nền tảng kiến thức thực chiến. Và về cá nhân Hùng Lê thì Hùng Lê đã làm leader từ năm 2018 cho đến thời điểm hiện tại, chứ không phải bây giờ mới làm. Bây giờ là chúng ta trẻ hóa một tí thôi nên là chúng ta mới chuyển sang kênh TikTok để chúng ta làm. Còn cái góc độ về phân tích về thị trường, nhìn nhận đánh giá về thị trường thì cũng đã làm từ năm 2018 và cũng support cho rất rất nhiều anh chị em cộng đồng nhà đầu tư trên khắp mọi miền Tổ quốc. Ok, cơ bản như vậy thôi các anh chị nhé. Chúng ta sẽ cùng gặp lại trong các clip cập nhật tiếp theo.